vậy Nikki? Xe của em, xe của anh. Không, không của em, của anh. Anh làm gì vậy? Tôi đừng làm thế mà Vlad. Nikki, bữa sáng của em đây. Này, giúp em với. Ha ha ha, giúp em với. Này, con không được chơi đồ chơi trong bếp. Xin lỗi mẹ. Cứu em với. Ha ha, trông em bé xíu. Em làm gì đấy? Ôi này. À ha. Ha ha, giúp em. À ha. Xe của anh nhanh hơn. Của em nhanh hơn. Anh thắng và em sẽ thua. Đi nào. Ôi các con, đồ chơi, đồ chơi, lại là đồ chơi. Mẹ không giữ cái này mãi được đâu. Này, 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 này. À. Mẹ, ở đây có nghề nghiệp gì vậy? Nghề nghiệp, nghề nghiệp. Được rồi, để mẹ chỉ cho. Đi thôi. Wow, người làm kem. Ok. Xây nhà nào. Xin chào. Cool. Ok. Các con có muốn làm thợ xây không? Có ạ. À. Có ạ. À. Được rồi, đi thôi. Ồ,
và chiếc bánh này nữa. Chúng ta là sở
Ok. Của chúng ta. Ôi, tuyệt vời. Xin chào, cho tôi một chiếc bánh. Cho tôi một chiếc bánh pizza. Một chiếc bánh pizza cho tôi nhé. Giao hàng đây. Tiki, chúng ta còn xe tải bán thực phẩm lớn. Ok. Bán xe tải thức ăn đây. Xin chào. Xin chào. Chúng tôi còn xe tải bán thức ăn. Đương nhiên rồi, bạn tôi. Xe tải này thật tuyệt vời. Okay. Nhiều khối xếp hình không? Có lẽ có, hãy cùng tìm xem nào. Được ạ.
Okay. Ha! What? Xin chào. Okay. Cool. Con của mẹ.